bên gia đình, đời ngoại, quan viên hai họ của anh chị đâu ạ? Hãy hiện diện trở về với trung tâm sân khấu bừng tận đời hát cùng và những người con người xấu của mình đã trân trọng và kính mời. Và một điều đặc biệt nữa cũng xin được trân trọng kính mời khách nhà nhấp ảnh gia, các nhà camera của chúng ta đã hãy hướng về anh chị để chúng ta để lưu lại những khoảnh khắc yêu thương cho anh chị ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Mà bỏ tàu mua, cái trắng tỉnh hơn giàu à. Thả phá, dân ta nào thả mặt để đọc con mẹ xin đau ngại yên thế nào. Không bao giờ sân
sống và không xếp hàng đó đem bước vào phố làng cam cờ ba mớ về sân bọt nên đi cờ ba mớ cử lại sân bọt cho bọn mẹ tôi phủ chú cô đi vì lòng bà cuốn bản tầng năm đường còn phải cô gương phụ già tại nay cánh ba sòng bà mái hoạt xong cờ ba mớ xin cười trắng hoặc bất do chút thời gian mất tủ mất khua ơ bất củ nàng cam và vẫn tay lời cờ ai cờ ba mớ nổ thế là xuân được xuân làm xuân nọ xuân đông cái đề sò tài qua mình sẽ có lời bọn ai chẳng cần ba mươi đi tôi nên mới cái đề sò phát các bờ hoặc bò hoặc mè tôi phủ chú cô đi vì lòng bản trước bản tầng năm đường và giờ đấy năm nữa cửa chân mất tủ mất khua mất chốc mưng hơn giả xuân mới kẻ điểm tôi lời cờ hai đầu cờ ba mớ bọn mẹ yên mi sơn cửa xuân bón đời ai tưởng cái lăng nhé bọn cảnh người cho mi ơ bồng đỉnh ban sàn đàn ông phùng chú và to bọn mẹ chú phủ chú côn cho bón to lông mẹ chú phủ chú côn cảnh sáng mẹ trang bình hai bạn cửa xuân bón đời bón hai là hoàn cảnh xe kẻ bảng mất bọn mẹ bên đầu ngày em ơi ơ chén đầu chiếc trắng chú cửa xuân bón to bón mẹ mất tủ mất cua ơ mất công không giảm hơn mất thầy điều tôi lời cờ hai đầu cờ ba mới và cào chân sần sầy ơ còn cửa đi mất nào mà mất được và cửa đi tên giàu hảo tên nhân và cửa đi sông ma pha sóng tăng của mẹ bên đầu ngày em ơi và cửa đi nơi nón bất kỳ gồm kiệm đơ và cửa đi tăng chèn phản cái con mới đến bọn mẹ bên đầu ngày em ơi hảo hàng chèn sáu bên đơ với cả xin được chân sao cảm ơn để toàn thể quý vị khách quý rất nhiều với kính cho toàn thể quý vị khách quý thân mến và cả có ăn cư thì mới làm việc thuận và vợ thuận chồng thì tất biển đông cũng càng và công phu biết vừa làm nhà trong ba việc đó thì việc nào cũng to đâu mà với quý vị khách quý thân mến và những con nói đó thì vẫn còn nguyên vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay với quý vị khách quý thân mến đây một ngôi nhà thì nó không đơn giản để che đắng che mưa đâu quý vị một ngôi nhà nó còn đánh dấu một sự thành công sự nỗ lực lao động cố gắng không biết mệt mỏi của chính con người chúng ta đâu mà đình anh chị riêng anh thì là những minh chứng cho những điều tuyệt vời như vậy. Vâng và bên người chồng thì khó, bên người vợ làm đàn thì họ cũng đã mang mặt cho đất, bản thân cho trời. Và đây rồi anh chị cũng đã thực hiện được ngôi nhà mơ ước của mình, đó chính là cất lên cho mình một ngôi nhà thật là yêu thương, một ngôi nhà thật là hạnh phúc. Và bây giờ đây chúng ta hãy mở một tràng pháo tay thật lớn lên để chúc mừng cho đại gia đình của chúng ta. Thay cho những người tốt đẹp nhất của ta thể quý vị theo dõi và kính mời tới đại gia đình ạ.